Quỳnh ơi, chú Trường nghe hết rồi đó nha. Chú Trường biết là hôm nay Quỳnh có một cái buổi Zalo trên chương trình Buổi Trưa Vui Vẻ. Và chú Trường nghe được những cái tâm sự của con đến với chương trình cũng như đến với khán giả của mình. Phải công nhận là chú cảm thấy thương Quỳnh nhiều. Đi hết 8 năm trời, con đã phải rất là nỗ lực để mà khẳng định cái khả năng của mình đến với công chúng. Và điều đó hơn hết chú Trường thấy qua những cái lần con đi diễn show, những cái chương trình, những cái sự chuẩn bị cho những cái chương trình của con đầu tư rất là nhiều và con tập trung thời gian, hầu hết thời gian cho những tiết mục của con. Chú thấy sự cố gắng của con rất là nhiều. Chú biết là ít nhiều gì chú Trường cũng đem tới cho con những cái sự khó khăn về tâm lý khi mà chú Trường là người đi trước và đã hát và đã có vị trí trong lòng của công chúng nhất định, khán giả của chú Trường. Và cái bóng của chú Trường nó sẽ phủ lên cái con đường ca nhạc của con, sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự nhận định của khán giả về cái tài năng của mình. Chú biết đó là những cái thực tế có thật, giống như là giống như MC Nguyên Khang cũng đã tâm sự là mỗi lần mà đi hát giới thiệu tên Quỳnh là điều đó là cháu gái của Lam Trường, nữ ca sĩ tên như Quỳnh, cháu gái của Lam Trường. Thì Nguyên Khang cũng hiểu cái đó là những cái khó khăn, nhưng không bao giờ mà Nguyên Khang giới thiệu con như thế, chỉ nói là tôi chơi như Quỳnh là một ca sĩ trẻ tài năng và những cái gì rất là riêng của con. Thì chú nói nó là một cái tâm lý và nó là một cái giống như là một cái thói quen của người ta, người ta sẽ có một cái suy nghĩ áp đặt lên trên đó. Thì nhưng mà tới bây giờ thì chú Trường cảm thấy là con đã tiến bộ, con đã phát triển rất là nhiều, đã giọng hát con cả về ngoại hình và giọng hát và về cái những cái tư duy cũng như là chiến lược của con. Chú thấy là hiện nay nó càng ngày càng tốt hơn, giọng hát con càng ngày càng tình cảm hơn, nó thật lòng là vậy. Chú Trường rất thích giọng hát của con bây giờ, nhất là thông qua những chương trình game show mà con, những cái chương trình thi thố âm nhạc vừa rồi, những bài hát tình ca. Chú Trường xem những tiết mục đó chú Trường rất là thích. Chú Trường nghĩ rằng đó là cái thành quả của con, sự cố gắng của con trong suốt 8 năm ca hát. Con đã cố gắng tìm lấy những cái thật là riêng và tìm thấy cái đường đi cho mình. Thì cái điều thiếu của con là bây giờ là tìm được một cái bài hát hit thôi để mà tạo được cái vị thế cũng như là chỗ đứng trong lòng công chúng. Chú Trường rất là mong là từ đây về sau chú cháu mình sẽ thoải mái với nhau, có thể tâm sự được với nhau. Chú Trường giúp được cho con cái gì là chú Trường sẽ giúp hết, đương nhiên là giúp trong những cái mà phụ thôi. Còn về cái năng lực chú Trường biết là con không cần cái sự giúp đỡ đó, bởi vì con có đủ dư khả năng để con làm những cái chuyện đó. Và một ngày nào đó chú Trường chắc chắn là không phải một ngày đó mà ngay bây giờ khi mà đi hát giới thiệu thì có khi sẽ giới thiệu là đây là Lam Trường, giọng hát của Lam Trường với đó là chú của nữ ca sĩ Tiêu Trân Như Quỳnh. Thế lúc đó chú Trường sẽ rất là hãnh diện, giữa khi nó lại ngược lại. Thì hy vọng là sắp tới thì con sẽ gặt hái nhiều thành công hơn và khán giả sẽ đón nhận con và sẽ đón nhận con nhiều hơn nữa để thấy được cái mục tiêu cho Như Quỳnh thực sự có thực lực và có sắc và có lượng thành. Đừng có buồn nữa, cố gắng lên. Chú thấy là dạo này ok rồi đó nha. Bây giờ thì chú Trường cũng chào tạm biệt con và chú Trường xin cảm ơn, và Trường cũng xin cảm ơn chương trình Buổi Trưa Vui Vẻ cho Trường cái cơ hội để tâm sự với cháu gái mình ngày hôm nay. Chào mọi người.